con muốn mình nên như một dòng sông, hòa vào biển đông thành không biên giới. Con muốn là giọt sương mai chờ đợi, để nắng vàng hành tan dần vô không. Con muốn mãi hương lúa giữa cánh đồng, quyện gió chiều êm giữa thành không. Con muốn mình đơn sơ một cành lá, hòa vào màu xanh trời mây mênh mông. Con muốn là giọt nước thấm vắn vào đời, vươn trong làn mây lan tỏa muôn hương. Con muốn mãi một ánh sao sống động, tỏa sang trời đêm rộng vô biên. Để được sức mạnh thiêng liêng của Chúa, con muốn hòa nhập vào tia vũ trụ, để thấy hơn sự phong phú muôn loài, thấy hòa bình trong bồ câu bay, thấy mùa xuân về trên cánh én, thấy đại dương qua từng hạt muối, và thấy Chúa trong con hiện diện từng giây. Chuyên đề sức mạnh tình yêu do linh mục tiến sĩ tâm lý Peter Lê Văn Quảng phụ trách. Bài 50: Tế nhị trong cách sửa lỗi người khác. Cảm thông, kính trọng và yêu thương. Bài viết được trích trong cuốn Những nét đẹp của người mục tử. Tình yêu làm kinh ngạc. Văn hào Victor Hugo trong cuốn Những kẻ khốn cùng tường thuật câu chuyện về cuộc đời của Valjean, một tên cướp của giết người, đã từng bị tù 19 năm. Khi vừa được thả ra, anh đã phải nếm mùi bị mọi người khinh rẻ xa lánh. Bước vào tiệm ăn, anh liền bị chủ tiệm xua đuổi. Vào trong nhà trọ, thì người gác cửa đã đóng sập cửa ngay trước mặt. Đi qua ổ chó, thấy bộ dạng nhếch nhác, rô ria của anh, chúng liền thi nhau sủa inh ỏi. Chỉ khi bước vào nhà Đức Giám mục Mario, anh mới được tiếp đãi nồng hậu như một con người. Anh được ăn một bữa tối thật ngon, được nằm trên một chiếc giường êm ấm. Nhưng rồi đêm hôm ấy, nhìn thấy các chân đèn bằng bạc quý giá, anh không cưỡng nổi lòng tham, nên nhẹ nhàng lấy 5 cái chân đèn cho vào bao chuồn mất. Nhìn thấy bộ dạng khả nghi của anh, cảnh sát liền đòi khám xét chiếc túi vải anh đang vác trên vai. Và nhìn thấy mấy cái chân đèn bằng bạc, anh liền bị giải đến trước mặt vị giám mục để làm rõ. Nhưng ngài không những không kết tội, mà còn nhận rằng đã tặng cho anh mấy cái chân đèn bạc kia. Hơn nữa, ngài còn tặng thêm 2 chân đèn nữa cho đủ bộ, và nói nhỏ với anh: ta không kết tội con đâu, nhưng con phải sám hối để làm lại cuộc đời. Sau khi được thả, anh luôn suy nghĩ về những lời nhắn nhủ của vị giám mục và xúc động trước tình thương bao dung của ngài. Anh quyết tâm sám hối và sau đó trở thành một người lương thiện. Nhiều năm sau, Valjean đã chinh phục được tình cảm của mọi người và còn được dân chúng tín nhiệm bầu làm thị trưởng của thành phố. Sở dĩ ông từ một tên tội phạm trở thành một người lương thiện và được kính nể là do ông đã cảm nghiệm được tình thương của vị giám mục Mario.
khi sửa chữa người khác. Cách tiếp cận mà chúng ta chọn rất quan trọng. Nếu chúng ta tiếp cận họ chỉ để chất vấn những lỗi lầm của họ, thì có nhiều khả năng chúng ta không làm được gì. Thật vậy, chúng ta hầu như làm cho vấn đề trở nên tệ hơn. Họ sẽ khép kín, trở nên oán hận và chai cứng tâm hồn. Một người quản lý nhà tù nói rằng, cách duy nhất để thay đổi người ta phải thông qua một tương quan với người ấy. Bạn không thể cải thiện người khác bằng cách tránh xa hoặc bỏ rơi họ. Một bầu khí lạnh lùng không khích lệ sự trưởng thành. Nếu bạn làm bẽ mặt một người, bạn chỉ làm cho tâm hồn người ấy chai cứng. Bạn chỉ tìm cách nào để tâm hồn người ấy cảm động. Mọi người, kể cả người có máu lạnh nhất, đều có cái cốt lõi của sự lễ nghĩa và có khả năng thay đổi nếu tâm hồn họ cảm động. Chúng ta phải tiếp cận những người khác, cách nào để họ thấy rằng chúng ta tin tưởng và tín nhiệm họ. Kết quả là họ sẽ dẹp bỏ sự ủ thế, dè chừng và cởi mở lòng họ. Một khi họ cởi mở, thì một điều gì đó có thể xảy ra. Sức mạnh hoán cải của tình thương. Trong thiền viện của thiền sư Sengai, có nhiều đệ tử ở chung. Một đệ tử của vị thiền sư có thói quen, thỉnh thoảng nửa đêm leo tường ra ngoài, đi chơi với chúng bạn, mãi gần đến sáng mới quay lại thiền viện. Một đêm kia, thiền sư Sengai đi kiểm tra, thấy một chiếc giường trống, rồi còn thấy một chiếc ghế cao để cạnh bức tường phía bên trong thiền viện. Thiền sư liền rời chiếc ghế kia sang chỗ khác và đứng thế vào chỗ đó. Khi anh đệ tử kia quay về, do không thấy thiền sư đang đứng thế trước ghế mọi khi, anh ta đã đặt bàn chân lên đầu thầy Sengai làm điểm tựa trước khi nhảy xuống đất. Lúc khám phá ra sự thể, thì anh cảm thấy sợ hãi. Nhưng thay vì trách phạt, thiền sư lại mỉm cười, nhỏ nhẹ nói với anh rằng, trời về sáng đang trở lạnh. Con mau vào phòng mặc áo ấm vào, kẻo bị cảm lạnh nhé. Cảm động trước tấm lòng từ bi và tình thương khoan dung của thầy. Từ ngày đó, người đệ tử kia không bao giờ còn dám tái phạm, trèo tường đi chơi nữa. Anh chuyên cần học tập và về sau trở thành một học trò giỏi của thiền sư Sengai. Chúng ta cũng thấy điều đó trong trường hợp của Gia-kêu. Chúa Giê-xu nhìn thấy Gia-kêu trên cây. Lúc đó cách sống của Gia-kêu hoàn toàn trái ngược với những điều mà Chúa Giê-xu bảo vệ. Chắc chắn đám đông chờ đợi và hy vọng Chúa Giê-xu sẽ quở trách và cấm ông ta không được làm bậy. Làm như thế, Ngài sẽ làm cho dân chúng trong thành thêm yêu thích Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu từ chối quở trách Gia-kêu. Trái lại, Ngài đã làm một điều khiến dân chúng lập tức không còn yêu thích Ngài. Ngài nói với Gia-kêu, Ngài muốn dùng cơm tối ở nhà ông. Với sự kinh ngạc của Gia-kêu, Gia-kêu vui mừng đón tiếp Ngài. Dân chúng than phiền, ông ấy đến ở lại nhà người tội lỗi. Họ ghét Gia-kêu, họ không muốn nhìn thấy ông được cứu. Họ muốn nhìn thấy ông bị lên án và trừng phạt. Nhưng Chúa Giê-xu đã không nghĩ như thế. Ngài thấy rằng điều mà Gia-kêu cần không phải là sự lên án, mà là sự cứu chuộc. Vấn đề không phải là ông ta có xứng đáng với sự cứu chuộc hay không. Ông ta cần được cứu chuộc. Đối với Chúa Giê-xu như thế là đủ. Với việc đi đến nhà ông, đối đầu với sự bất mãn và sự giận dữ của chân chúng trong thành, Chúa Giê-xu cho Gia-kêu thấy rằng Ngài quan tâm đến ông. Nếu Ngài tránh xa ông hoặc lên án ông, phép lạ hẳn không bao giờ xảy ra. Gia-kêu đã cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa Giê-xu. Điều này đã là một kinh nghiệm kỳ diệu đối với một người mà cho tới nay chỉ có kinh nghiệm về sự oán ghét. Được một người tín nhiệm chúng ta, người ấy không phán xét hoặc lên án chúng ta, nhưng yêu thương chúng ta, đó là một cảm giác tuyệt vời.
tâm hồn ra kêu nở bung ra với sự sống như một sa mạc sau trận mưa to. Được người ta yêu thương vì mình tốt lành, không có gì là to lớn, khác thường, cũng như khi mình xứng đáng. Nhưng được yêu thương khi mình xấu xa, như trường hợp của Gia Kêu, quả là kỳ diệu. Gia Kêu đã cảm nghiệm sự kinh ngạc ấy vì được yêu. Điều này khiến cho những điều tốt đẹp nhất trong ông được triển nở. Sự hoán cải của ông là một sự hoán cải hướng đến điều thiện hảo. Với mức độ nhiều hơn hoặc ít hơn, tất cả chúng ta đều cần có sự hoán cải ấy. Vì thế, muốn sửa lỗi người khác một cách tốt nhất, chúng ta hãy bắt đầu một cách tế nhị bằng lời khen ngợi và sự quý mến chân thành. Một người bạn của tôi là khách của tòa Bạch Cung. Vào một cuối tuần trong lúc đi vào văn phòng cá nhân của Tổng thống, nghe Tổng thống Calvin Coolidge nói với một trong những thư ký của ông, sáng nay cô bận một bộ đồ thật xinh và cô là một người đàn bà vừa trẻ, vừa hấp dẫn. Đó là một lời khen xúc động nhất mà ông đã ban cho cô thư ký của ông. Đó là một sự bất thường, ngoài sự mong đợi. Đến nỗi, cô thư ký đã đỏ mặt trong sự ngượng ngùng. Bây giờ, ông Coolidge nói, bây giờ đừng hãnh diện nữa. Tôi chỉ nói thế để cô cảm thấy tốt. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn cô nên cẩn thận một chút với giọng điệu phản kháng của cô. Phương cách của ông có thể nói hơi thẳng một chút, nhưng tâm lý thì tuyệt vời. Thật sự, dễ dàng để lắng nghe những điều không vừa lòng sau khi đã lắng nghe một lời khen về những điểm tốt của chúng ta. Người thợ cạo râu xoa một chút nước mát trên khuôn mặt người đàn ông trước khi cạo râu cho ông ta. Và đó là điều chính xác. Ông McKinley đã vào năm 1986, khi ông ra tranh cử tổng thống, một trong những nhà Cộng hòa nổi bật trong ngày đó đã viết một bài diễn văn tranh cử mà ông cảm thấy tốt hơn gấp 3 lần. Cả ba ông Cicero, Henry và Daniel Webster cộng lại. Với sự vui mừng lớn lao, ông này đã làm bài diễn văn bất tử của ông cho ông McKinley. Bài diễn văn đó đã có những điểm tốt của nó, nhưng rồi nó không được đọc vì nó làm dấy lên một cơn bão phê bình. Ông McKinley không muốn xúc phạm đến cảm giác con người. Ông không muốn làm chết đi nhiệt tâm của con người. Và vì thế, ông phải nói lên tiếng không. Hãy chú ý xem, ông đã làm điều đó cách khéo léo chừng nào. Ông nói, ông bạn tôi ơi, đó là một bài diễn văn tuyệt vời. Ông nói, không ai có thể chuẩn bị một bài diễn văn khá hơn. Có nhiều trường hợp, trong đó có nhiều điều nên nói. Nhưng nó có thích hợp cho trường hợp đặc biệt này không? Nó nghe rất trịnh trọng từ quan điểm của bạn, nhưng tôi phải xem hiệu quả của nó từ quan điểm của đảng. Bây giờ anh hãy về và viết một bài theo quan điểm tôi chỉ và gửi cho tôi một bản copy. Ông McKinley đã giúp ông này viết lại bài thứ hai và ông này đã trở nên một trong những phát ngôn viên rất có hiệu quả trong cuộc tranh cử đó. Và đây là một bức thư khác, một bức thư sắc bén mà Abraham Lincoln đã viết sau khi ông trở thành tổng thống. Bạn sẽ chú ý điểm này là ông đã ca tụng tướng Hooker trước khi nói về những sai lầm lớn lao của ông. Vâng, đó là những sai lầm trầm trọng, nhưng Lincoln không gọi như thế. Lincoln bảo thủ hơn, ngoại giao hơn. Ông viết, tôi đã đặt ông làm đầu quân đội. Dĩ nhiên, tôi làm điều này dựa trên những lý do đầy đủ. Tôi tin ông là một chiến sĩ anh dũng và mưu trí. Tôi cũng tin rằng ông không nhập nhằng chính trị với nghề nghiệp của ông. Ông tự tin vào chính mình. Đó là điều quý giá, nếu không nói là phẩm chất cần thiết. Tuy nhiên, tôi nghĩ tốt nhất cho ông để biết rằng có một vài điều tôi không hoàn toàn đồng ý với ông. Trong thương trường cũng thế, phương cách ngoại giao càng xem ra là phương cách tốt nhất
cho chúng ta trong việc giao tiếp với con người. Và đây là một bằng chứng. Công ty Work đã ký giao kèo để xây dựng và hoàn tất một tòa nhà văn phòng lớn vào một ngày đặc biệt. Mọi sự đã trôi chảy tốt đẹp. Tòa nhà sắp xong, thình lình người phụ trách trang trí bên ngoài tuyên bố họ không thể giao hẹn đúng theo chương trình. Toàn bộ tòa nhà ngưng lại, một hình phạt nặng nề, tất cả trục trặc vì một người. Điện thoại viễn liên gọi, những cuộc đàm đạo nóng bỏng, tất cả vô ích. Bây giờ ông Go được gửi đi New York để đối đầu với con sư tử đồng trong hang. Hãy xem ông này khéo bắt đầu câu chuyện. Ông có biết rằng duy chỉ có một người ở Brooklyn có tên như ông không? Ông Go hỏi giám đốc ngay sau khi ông được giới thiệu. Ông giám đốc ngạc nhiên nói, không, tôi không biết điều đó. Ông Go nói, khi tôi xuống khỏi xe lửa sáng nay, tôi nhìn vào cuốn telephone để lấy địa chỉ của ông. Và ông là người duy nhất trong cuốn sổ telephone ở Brooklyn có tên như ông. Tôi không hề biết điều đó. Ông giám đốc trả lời, ông coi lại cuốn sổ phone với sự thích thú. Vâng, đó là một cái tên ngoại thường. Ông nói một cách kiêu hãnh, gia đình tôi đến từ Hòa Lan và định cư ở New York 200 năm về trước. Ông tiếp tục nói về gia đình và tổ tiên một lúc. Khi ông nói xong, ông Go ca tụng ông về hãng xưởng to lớn mà ông này có và còn so sánh với một số hãng giống như vậy mà ông đã từng đi tham quan. Đó là một trong những hãng đồng sạch sẽ và gọn gàng nhất mà ông Go đã từng thấy. Tôi đã mất cả cuộc đời để gây dựng nên nó, ông giám đốc trả lời, và tôi rất hãnh diện về nó. Ông có muốn đi xem một vòng hãng không? Suốt một vòng khảo sát, ông Go không tiếc lời ca tụng về công trình của ông này. Ông giám đốc cảm thấy rất kiêu hãnh sự nghiệp của mình, nên sau đó, ông này mời ông Go đi ăn trưa. Sau cơm trưa, ông giám đốc nói, bây giờ chúng ta đi vào công việc của chúng ta. Tôi biết tại sao ông đến đây. Tôi không mong đợi một cuộc gặp gỡ lý thú như thế. Ông có thể trở lại Philadelphia với lời hứa của tôi rằng vật liệu của ông sẽ được sáng chế và sẽ được chở đến ngay cả khi những đơn đặt hàng khác phải bị trễ hạn. Ông Go đạt được mọi sự ông muốn mà không cần phải yêu cầu. Vật liệu đến đúng hẹn và tòa nhà đã được hoàn tất đúng vào ngày như đã ký kết. Hãy bắt đầu với lời tán dương. Như bác sĩ răng bắt đầu công việc với mũi thuốc tê, bệnh nhân bị khoan lỗ, nhưng thuốc tê không làm đau. Một người lãnh đạo cũng như vậy. Linh mục Peter Lê Văn Quảng, hẹn gặp lại. Làm con Chúa phúc vinh, tình yêu khôn.
niềm vui. Trọn đời con khắc ghi sâu. Cúi đầu con xin tạ ơn.